Hello, rất vui mừng khi các bạn quay trở lại kênh YouTube của bác sĩ Đào Kim Ngân. Hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu một đề tài, đó là serum là gì và có bao nhiêu loại serum trên thị trường và serum có tác dụng như thế nào đối với làn da. Serum là một cái tên không còn xa lạ đối với trong cái phái làm đẹp của chúng ta. Nó trở thành một cái bước rất là quan trọng cho các bước chăm sóc da. Nhưng mà không phải là ai cũng biết được serum là gì và công dụng tuyệt vời của nó như thế nào. Hãy cùng bác sĩ Ngân tìm hiểu tận tường về serum nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải biết là serum là gì. Serum là một cái dạng tinh chất chứa các hoạt chất cao cấp, có tác dụng gấp 10 lần các loại kem. Serum còn có tên gọi khác là huyết thanh. Tùy thuộc vào cái loại serum mà chúng cho những cái hiệu quả khác nhau. Serum dần trở thành một cái sản phẩm không thể thiếu trong cái khả năng mà chăm sóc da chuyên sâu của chăm sóc da, và nó đem lại cái hiệu quả cho làn da. Serum thì với dạng lỏng và được cấu tạo từ những cái phân tử siêu nhỏ. Vì thế khi chúng ta sử dụng serum, serum sẽ nhanh chóng đi vào sâu trong da, đến tận cái lớp hạ bì dưới da và cung cấp dưỡng chất trực tiếp cho các tế bào da. Do đó, khi gặp các vấn đề về da thì serum là một cái lựa chọn tuyệt vời, giải quyết nhanh chóng để trả lại cho cái làn da của bạn một cái làn da khỏe mạnh. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm tác dụng của serum với làn da chúng ta như thế nào nhé. Serum thì có khả năng chăm sóc da chuyên sâu và toàn diện hơn các sản phẩm khác. Đặc biệt, đây là một cái loại sản phẩm sử dụng hiệu quả tốt với mọi lứa tuổi. Serum có nhiều cái loại riêng biệt và nó có tác dụng cụ thể như sau. Cái thứ nhất là serum chống lão hóa, chống hạn chế lớp nhăn và chống cái tình trạng chảy xệ của da. Cái thứ hai đó là tăng sinh collagen, tái tạo da, cung cấp vitamin cho da. Ba là nó chăm sóc chuyên sâu tình trạng là da sạm, nám, tàn nhang, đồi mồi. Cái thứ tư đó là dưỡng trắng, mịn màng và thu nhỏ lỗ chân lông. Năm là điều trị mụn, da miệng bị viêm nhiễm, bị mụn. Cái thứ sáu là cái serum nó bảo vệ da với những cái tác nhân gây bệnh ở bên ngoài. Vậy thì có bao nhiêu loại serum trên thị trường? Tùy vào mục đích điều trị mà serum được chia làm nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên sẽ có 3 cái dòng serum chính mà cái tín đồ làm đẹp hay nhắc đến. Đó, thứ nhất đó là serum dưỡng ẩm. Serum dưỡng ẩm thì thường chiết xuất từ các hoạt chất cấp ẩm, cái hyaluronic acid hay là chúng ta hay nói là HA. Đây là một cái thành phần chứa cái loại, nó chứa cái chức năng liên kết các phân tử nước dưới da với nhau rất là tốt, từ đó mà giúp da duy trì được độ ẩm và giảm cái hiện tượng thoát hơi nước dưới da. Thành phần HA thì còn giúp cho da được tổng hợp được collagen tốt hơn, khi đó thì các nếp nhăn trên da thì trở nên là được làm đầy lên, tăng sự đồng hồi và da trở nên săn chắc và mịn màng hơn. Cái theo tuổi tác thì cái lượng HA sẽ giảm dần, nhất là khi mà chúng ta khoảng 40 tuổi thì cái lượng HA sản xuất chỉ khoảng phân nửa thôi. Ngay lúc này thì các bạn cần phải cái serum dưỡng ẩm để duy trì cái độ ẩm trên da, để cho da có đủ độ ẩm thì mới trở lên tươi khỏe và rạng rỡ hơn được. Cái loại serum thứ hai đó là serum chống lão hóa da, tái tạo da. Serum mà chống lão hóa tái tạo da thường được tập trung nhiều dưỡng chất khác, được dưỡng chất nhiều dưỡng chất hơn những cái mỹ phẩm khác, và nó thẩm sâu vào 3 lớp của da. Từ đó serum này có thể nuôi dưỡng da tận gốc, hiệu chỉnh các vấn đề lão hóa của da và tái tạo các da đang bị hư tổn. Bên cạnh đó thì những cái loại serum này thì còn được tăng cường khả năng tái tạo tế bào và cái hoạt chất làm chậm được quá trình lão hóa. Các serum này thường được sử dụng vào buổi tối thì sẽ tốt hơn, thì nó sẽ tránh cái tác hại của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, cái serum chống lão hóa tái tạo da thì còn được bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết cho làn da. Cái loại serum thứ ba đó là serum dưỡng trắng da. Cái serum dưỡng trắng da thì thường tập trung các hoạt chất sinh học chống oxy hóa hoặc vitamin nồng độ cao. Serum này tập trung chuyên sâu dưỡng trắng và khắc phục tình trạng da rất nhiều lần các cái sản phẩm kem khác. Các serum dưỡng trắng sẽ nhanh chóng cung cấp các hoạt chất đa dạng đang thiếu hụt trong cơ thể, như là ví dụ như vitamin C, arbutin, adenosine. Từ đó da bạn sẽ dần sáng lên và đều màu hơn. Các bạn thân mến, các bạn thấy rằng những kiến thức tôi vừa chia sẻ với các bạn về serum nó có hay và có lý thú không? Nếu các bạn thấy hay thì xin các bạn hãy like, hãy share và đăng ký kênh YouTube của tôi, kênh YouTube của bác sĩ Đào Kim Ngân. Video sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng serum như thế nào cho nó đúng cách và nó hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin chào và hẹn gặp lại.